Hi, xin chào các bạn, chào mừng đã vào channel, mình là Cross đây. Trong video này chúng ta sẽ tìm hiểu về việc sử dụng máy nén để thay thế cho bơm chân không thật sự có hiệu quả không. Bởi vì trong thực tế mình còn thấy khá là nhiều bạn sử dụng máy nén để mà thay thế cho bơm chân không trong công đoạn hút chân không. Đây cũng là một trong những câu hỏi mà các bạn đã gửi cho mình khá là lâu, nhưng do chưa có đủ dụng cụ chuyên dụng cho nên mình chưa có làm video trả lời cho các bạn. Thế thì hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về vấn đề này xem như thế nào nhé. Trước khi bắt đầu, mình muốn giới thiệu sơ qua tất cả những dụng cụ thiết bị sử dụng trong video này để cho các bạn nắm. Ở đây chúng ta có hai loại máy nén khác nhau. Đây là hai loại máy nén mà nhiều bạn sử dụng trong thực tế để hút chân không. Máy nén đầu tiên chúng ta có đó là máy nén rotor lăn. Đây là máy nén bê tông. Đối diện chúng ta có hai bơm chân không. Đây là chân không kế và cuối cùng đây là đồng hồ nạp ga. Hiện tại mình đang tiến hành kết nối đồng hồ nạp ga bên này vào vị trí của bơm chân không. Còn đồng hồ nạp ga bên này vào vị trí của máy nén. Cả máy nén và bơm chân không đang hoạt động song song với nhau. Bây giờ thì chúng ta hãy quan sát ở đây. Áp suất chân không mà bơm chân không tạo ra có giá trị đang là 30 in thiện ngân. Bên này, giá trị áp suất mà máy nén tạo ra cũng có giá trị là 30 in thiện ngân. Khi mà chúng ta nhìn vào hai kết quả này sẽ thấy mọi thứ khá là ổn. Chính vì vậy mà anh em của chúng ta sử dụng máy nén để thay thế cho bơm chân không. Tuy nhiên các bạn đừng có để giá trị 30 in thiện ngân này đánh lừa các bạn. Bây giờ thì mình sẽ chứng minh cho các bạn thấy nó khác nhau như thế nào nhé. Bạn quan sát ở đây sẽ thấy giá trị chân không của bơm đang là 325 microns. Bây giờ thì mình tiến hành tháo chân không kế để lắp vào vị trí của máy nén xem giá trị chân không tối đa mà máy nén tạo ra là bao nhiêu, xem sự khác biệt có lớn hay không nhé. Sau khi tiến hành gắn chân không kế vào vị trí của máy nén thì giá trị chân không đang báo về là 1740 microns. Như vậy là chênh lệch khá lớn so với bơm chân không. Bây giờ thì mình sẽ thử nghiệm trên máy nén bê tông để xem kết quả có khả quan hơn hay không. Mình đã tiến hành kết nối chân không kế vào vị trí đồng hồ nạp ga. Đồng hồ nạp ga vào vị trí đường hút của máy nén bê tông. Giá trị áp suất chân không mà máy nén bê tông đang tạo ra là 30 in thiện ngân. Khi mà chúng ta nhìn vào kết quả này thấy có vẻ khá là ổn. Tuy nhiên hãy quan sát ở đây, chân không kế đang bảo vệ giá trị áp suất còn rất là cao. Nó rơi vào mức 12.800 microns. Nó còn cao hơn cả trên máy nén rotor lăn. Như các bạn đã biết thì bên trong không khí luôn luôn có mặt của hơi ẩm. Khi mà không khí lọt vào bên trong hệ thống thì bắt buộc chúng ta phải tiến hành hút chân không để loại bỏ hoàn toàn độ ẩm bên trong hệ thống, để đảm bảo duy trì tuổi thọ cho hệ thống cũng như tránh hiện tượng bị tắc ẩm. Nhất là đối với những hệ thống hoạt động ở nhiệt độ âm thì bắt buộc các bạn phải hút kiệt ẩm, sấy khô hệ thống trước khi tiến hành nạp mọi chất lạnh vào bên trong. Bạn còn phải hút chân không đưa về áp suất chân không tối thiểu phải là 500 microns hoặc thấp hơn. Mình hy vọng là video này phần nào đã giải đáp được thắc mắc của các bạn về việc có nên sử dụng máy nén để thay thế cho bơm chân không hay không. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video này. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Bye!